Thưa quý vị, mùa hè đến rất gần và chúng ta có thể thấy rằng là nhiệt độ tăng cao, qua đó thì có thể là dẫn đến những tình trạng cháy nổ. Ở tại Thừa Thiên Huế thì khoảng 16 giờ 30 ngày 17 tháng 5, tại quốc lộ 49 đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ cháy tại cây xăng và nhiều khu vực này thì hiện tại cũng đang có rất nhiều xe ô tô. Vào thời điểm trên, xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 75A06921 do một người đàn ông cầm lái vào cây xăng dầu số 21 nằm ở mặt tiền tuyến đường nói trên để đổ xăng. Khi rời khỏi cây xăng do đạp nhầm chân ga cũng như là chân phanh, ô tô thì lao thẳng vào hai cột xăng và gây cháy. Lửa lan cháy qua các cột xăng và thiêu rụi cả những chiếc xe ô tô nói trên. Và nhận được tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều một xe chỉ huy và hai xe chuyên dụng cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 17 giờ đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng chiếc xe ô tô cùng với hai cột xăng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như là hoàn toàn và hư hỏng nghiêm trọng.